Chuyên mục Alo NTV kết nối nhận được phản ánh của nhiều hộ dân đang sinh sống tại chung cư Bảo Sơn có địa chỉ tại số 72 đường Lê Lợi, thành phố Vinh. Theo đó, mặc dù người dân đã nhận căn hộ từ nhiều năm, nhưng đến nay, chủ đầu tư chưa thực hiện nhiều cam kết, đặc biệt là việc tiến hành các thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Bên cạnh đó, việc vận hành của chung cư hiện tại cũng đang có nhiều vấn đề gây bức xúc cho cư dân. Và qua tìm hiểu của phóng viên chuyên mục Alo NTV kết nối cũng như là tham khảo ý kiến từ luật sư thì thấy rằng riêng về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho người dân thì chủ đầu tư đang có dấu hiệu lừa dối khách hàng. Có nhiều yêu cầu được đặt ra của cư dân trong những ngày qua tại khu chung cư này. Nhưng các thủ tục liên quan đến sở hữu nhà ở vẫn là vấn đề gây bức xúc nhất. Đặc biệt theo hợp đồng thì nhiều người dân đã hoàn tất các nghĩa vụ của bên mua và đã được bàn giao căn hộ từ nhiều năm, nhưng chủ đầu tư không thực hiện theo cam kết. Là ở trong cái điều khoản hợp đồng đấy là sẽ có ghi rõ như vậy, là trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao căn hộ ấy, là sẽ cấp sổ. Thì hiện tại thì tính từ ngày mà bên em là có hợp đồng mua bán và chuyển đến ở, đến nay là đã gọi là cũng gần 4 năm rồi. Cư dân cũng nhiều lần yêu cầu gặp ban quản lý, rồi gặp cả bên chỗ chi nhánh của Bảo Sơn ở Nghệ An này, thì cũng xin hỏi những vấn đề thắc mắc của dân về cái vấn đề sổ đỏ đấy. Nên là được sự trả lời lại thì bên chỗ Bảo Sơn người ta chỉ trả lời chúng và hứa lần này lượt khác, nhưng cuối cùng là gần 5 năm rồi mà cái sổ đỏ vẫn chưa cấp cho dân. Theo luật sư Nguyễn Cao Trí, trưởng văn phòng luật sư Cao Trí và cộng sự, trong trường hợp quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng kéo dài thì cần bám sát các điều khoản hợp đồng để làm rõ vụ việc. Trong trường hợp nếu người dân đã thực hiện đủ nghĩa vụ tài chính của mình rồi, đủ cam kết của mình trong hợp đồng, nhưng nhà đầu tư vẫn không thực hiện các cái nghĩa vụ của mình theo như cam kết, thì chúng tôi cho rằng vì sự việc này là có dấu hiệu việc lừa dối khách hàng. Do vậy, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc điều tra xác minh để làm rõ sự việc nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân. Để tìm hiểu nguyên nhân, phóng viên Alo NTV kết nối đã liên lạc với ông Lê Văn Minh, giám đốc chi nhánh Nghệ An, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Bảo Sơn. Tuy nhiên, giám đốc đơn vị này né tránh hợp tác. Không có câu trả lời rõ ràng từ chủ đầu tư, nhiều người dân đang rơi vào bế tắc, đặc biệt là với những người mua căn hộ theo diện trả góp. Lãi hàng tháng, lãi ngân hàng thì mới tăng thêm lãi suất 12% một tháng thôi, nhà em trả một tháng gần 10 triệu tiền lãi cho ngân hàng. Bây giờ là muốn bán để trả hết, thanh toán hết cái khoản 280 triệu đó cho ngân hàng á. Bây giờ chung cư thì chưa bán được vì chưa có bia. Thì bây giờ đây, bọn em chỉ muốn đòi cái quyền lợi để có bia để bán được cái chung cư. Chứ bây giờ không có bia thì ráo ai đến họ cũng lắc đầu vì hỏi có bia chưa, là họ nói là họ chưa có bia, là họ ra về luôn. Những ngày qua, người dân ở chung cư Bảo Sơn tại địa chỉ số 72 đường Lê Lợi có những hoạt động đòi quyền lợi gây phức tạp tình hình trật tự trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân phường Hương Bình đã nắm bắt, nhưng hướng xử lý vẫn là bế tắc. Là về cái quản lý hành chính ở trên địa bàn là chưa đủ điều kiện, bởi vì cả cư dân ở đấy chưa đủ điều kiện để là có hộ khẩu thường trú ở phường, để cho phường trên cơ sở là theo quy định của Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng để sáp nhập khối hay là thành lập một cái đơn vị hành chính để đưa vào cái công tác quản lý cho phường, và từ công tác quản lý là để đảm bảo cả cái quyền lợi cho cư dân sinh sống ở đấy. Đến thời điểm này thì phường chưa nắm được một cái quy trình nào là cái kết luận của cơ quan có thẩm quyền đối với cái tòa nhà chung cư 72 Bảo Sơn Lê Lợi. Ở cấp cao hơn, lãnh đạo phòng quản lý đô thị, Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh cho biết, ngoài quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thì thành phố cũng không nắm được bất kỳ thủ tục nào của dự án này. Trong quá trình đầu tư xây dựng, do thời gian đầu dự án không có giấy phép nên Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh đã từng xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng. Qua nắm bắt từ Sở Kế hoạch Đầu tư thì đến thời điểm này, dự án chung cư Bảo Sơn tại địa chỉ số 72 Lê Lợi, thành phố Vinh vẫn chưa được Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Trong khi đó, quyết định chủ trương đầu tư là cơ sở để thực hiện các thủ tục tiếp theo như giao đất hay là cấp phép xây dựng cho dự án. Rõ ràng là đã có những khuất tất ngay từ giai đoạn đầu hình thành chung cư này. Và trước thực tế đang diễn ra thì các cơ quan chức năng sẽ phải có trách nhiệm với quyền lợi của người dân. Thưa quý vị, chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy
0856 57 3737 khi có thông tin cần phản ánh.